Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại kênh Di Động Ninh Thuận, kênh chia sẻ cho các bạn làm YouTube thành công. Bánh mì sữa đó thì kênh mình chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn làm YouTube thành công ha. Bạn nào đang muốn làm YouTube mà nghe được cái video của mình thì hãy nghe cho hết, cho thật là kỹ, đừng có tua. Hoặc là những bạn nào làm lâu nay mà không phát triển được kênh thì cũng nghe cho hết đi. Mình đảm bảo các bạn khi nghe xong, nói chung là không uổng phí thời gian của các bạn ngồi nghe đâu. Mình dám đảm bảo điều đó. Nên mình làm, mình hướng dẫn là cho các bạn làm để thành công 100% luôn, gọi là tuyệt đối luôn các bạn, chứ không phải là tương đối nữa. Cái vấn đề là các bạn phải nghe và làm theo những gì mình hướng dẫn nha. Phải lưu ý, làm đúng những gì mình hướng dẫn là chắc chắn sẽ được. Rồi, thì bây giờ không để các bạn chờ đợi lâu nữa, thì vào vấn đề chính nè. Các bạn đang xem trên màn hình là cái kênh Thắng Gia Lai. Đấy, Thắng Gia Lai thì mình sẽ nói cho các bạn hiểu, rồi các bạn cũng nên mà học theo cái bạn này nha, Thắng Gia Lai. Theo mình được biết thấy thì bạn này mới làm thôi chứ không làm lâu đâu. Đó, mình hướng dẫn đây là cái sẵn cái kênh này nó mới nè, mình hướng dẫn cho các bạn làm để các bạn có cái động lực, đó, có niềm tin. Kênh thì tham gia ngày 7 tháng 4 năm 2022. Đó, hiện tại là 1.059.613 lượt xem, 124 cái video thôi, rất là ít luôn các bạn, tại vì kênh mới có 124 cái video thì phải nói là nó quá ít, tại vì kênh mới đó 6.69.000 người đăng ký. Đây, lượt người đăng ký lên cỡ này là rất là ok các bạn. Bánh mì sữa cứ chạy lên chạy xuống hoài các bạn ơi. Đấy. Rồi, bây giờ đây này, đây là cái tài khoản Gmail này, tham gia tháng ngày 7 tháng 4 2022 đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái tài khoản này là đăng ký cái tài khoản Google để sử dụng điện thoại đó các bạn, để tải CH Play. Đó, nói chung là để tải những cái ứng dụng, đó là cái tài khoản Google. Đồng thời nó cũng là cái tài khoản YouTube. Đấy. Thì thôi bây giờ mình ra, để một chút nữa mình xuống là thử, mình coi thử bạn này làm được bao nhiêu tháng nha. Đó, cứ xem đi. Rồi bây giờ mình vào phần video này. Đó. Thì cũng lại là cái chủ đề nóng, đú trend thôi các bạn. Thầy Thích Minh Tuệ và cô Nguyễn Phương Hằng thì xoay quanh cái câu chuyện nó chỉ có như vậy thôi. Thì cứ dựa trên những cái câu chuyện này làm là chắc chắn là thành công. Tại vì cái tên, những cái tên tuổi mà hiện tại trong thời gian qua nó đang nóng trên cái mạng xã hội đó các bạn, thì cái việc mà YouTube nó đề xuất rất là cao. Nên chúng ta mới, chúng ta làm là mục đích chúng ta làm là để ăn theo, gọi là đú trend, mà là để ăn theo những cái kênh mà họ đi trước, họ phát triển mạnh, họ hàng trăm ngàn view, thậm chí là triệu view. Chúng ta làm là chúng ta dựa trên cái cơ sở đó để ăn theo cái view đó, để cho được YouTube nó đề xuất. Chứ còn nếu như chúng ta làm một cái chủ đề khác không có liên quan tới cái vấn đề này thì chắc chắn các bạn làm muôn thuở luôn, cũng không bao giờ lên được, cũng không có view, không có người xem luôn. Đấy. Nên mình thì mình đã nghiên cứu rất là nhiều năm, rất là kỹ về cái vấn đề này, mình chia sẻ cho các bạn. Và kể cả chính bản thân mình nghiên cứu để bản thân mình phát triển, thì nhằm đó mình cũng chia sẻ cho các bạn cùng phát triển luôn. Đó gọi là đú trend kiếm thu nhập và phát triển hiệu quả. Thì đây thấy không, các bạn xuống cũng như những cái video trước mình chia sẻ thôi các bạn, thì cũng ngoài không có cái nào nóng bây giờ ngoài cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Thích Minh Tuệ hết. Đấy, nóng này, mới thôi, mặc dù một cái kênh rất là mới, nhưng mà các bạn thấy cái lượt view này 3.5 ngàn này, 2 giờ trước thôi các bạn, mới có 2 giờ trước thôi mà đã 3.5 ngàn lượt xem rồi. Thì các bạn thấy nó nhiều không? Đó, 6 giờ trước nè,
1,8 ngàn, 9 giờ trước 141 lượt xem. Đấy, cái này thì hơi ít, nhưng mà mình thấy bạn này cũng rất là tích cực đu, nói chung là đu cũng được đó các bạn. Một ngày mình thấy thì một ngày như ngày hôm nay là ra được 3 cái video, thì đây tới tối nữa có khả năng ra 1-2 cái nữa đó, thì chắc Bình Vân bạn này ra ngày cũng vài cái đấy. Nhưng mà mình thấy có lợi thế cái bạn này là bạn ở Gia Lai, thì thầy Thích Minh Tuệ cũng là người Gia Lai đó. Thì cái bạn này, bạn trước đó bạn làm cái công việc gì thì mình cũng không biết, nhưng mà bạn mới làm YouTube là từ lúc mà Ngẫu Hứng họ lên mạng. Nói chung là bạn này thấy trên mạng nhiều người chia sẻ về thầy Thích Minh Tuệ, thì bạn này có cái ngẫu hứng đi làm, thì theo mình đoán là như vậy. Nhưng để một chập nữa mình xuống cái phần video mà đầu tiên á, cái video mà cái đầu tiên mà bạn này đăng lên đó là ngày mấy là mình sẽ biết được. Đó là cái giai đoạn này là bạn này mình nghĩ là làm từ cái giai đoạn mà thầy lúc đi tới Huế các bạn thì bị giải tán, là thầy về Gia Lai đó, thì theo mình thì mình đoán là như vậy. Nhưng cái đoán mà thì nó có thể trúng hoặc sai ha các bạn. Nhưng để một chút nữa mình muốn biết chính xác là bạn đó làm từ thời điểm nào, rồi mình xuống đây. Nói chung là view nó chỉ 1,000 mấy thôi, 6-7 ngàn, nói chung là nó dưới 10,000 view các bạn đó. Thì cứ 1,000 view là được một đua rồi, nhưng mà như vậy là cũng nhiều đua rồi nè. Đó, thấy không, 1,000 view là một đua, mà một ngày bạn này ra mình tính bình quân 3-4 cái thì cho tầm khoảng 5-6 ngàn view đấy, 5-6 ngàn lượt xem, tính bình quân đi ha, 6 ngàn lượt xem thì nó cũng đồng nghĩa là được 6 đua các bạn. Với một cái kênh mới mà 6 đua là nó là cũng đỉnh của chớp các bạn nha. Nên mình phân tích ở đây á, cái vấn đề lượt view á, được lượt thu lượt view và thu nhập là nó phải dựa trên một cái cơ sở người đó, cái kênh đó phát triển bao lâu đấy. Tuy nó có 6,000 view một ngày, nhưng tại sao mình nói là đỉnh của đỉnh? Tại vì nó mới các bạn. Cho nên nếu bạn này mà không có liên quan đến cái chủ đề mà thầy Thích Minh Tuệ này, thì chắc chắn cái kênh bạn này tới thời điểm hiện tại mình nói là không có người đăng ký luôn. Kể cả video mà ví dụ như bạn quay về một cái chủ đề khác thì chắc chắn cái lượt view, một dù là một lượt view thôi nha các bạn nha, cũng không có luôn đó, chứ đừng nói là một vài 3,000 đấy. Rồi bây giờ mình xuống đi ha, mình cứ xuống thử cái video đó. Mình nhìn chung qua thì vài ngàn thôi các bạn, vài ngàn rồi, cũng có video mấy trăm lượt xem thì mới, thì nó như vậy là đỉnh của chớp luôn các bạn đó. Thao hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ đấy, bạn ở Gia Lai, thầy Thích Minh Tuệ về, cái bạn thấy nhiều người làm rồi này, cũng nói chung là bạn này nắm bắt kịp thời này các bạn, cũng còn nắm bắt kịp thời đó. Thì bắt đầu từ bây giờ là bạn này nói chung là bạn có rất là nhiều cơ hội, bạn thu nhập trong tương lai. Cái kênh này nếu mà cứ làm tốt như thế này thì lên mỗi một video ra kiếm vài trăm ngàn view đó, vài trăm đô một video là chuyện bình thường các bạn. Mà một ngày ra 5-6 cái kiếm 1 triệu view, hơn 1 triệu view thì là chuyện bình thường đó. Triệu view là cứ 1,000 đua các bạn. Hơi khang tiếng giọng mình hơi khang đó, 1,000 view là được 1 triệu view là được 1,000 đua đó. Thì cái kênh này sang năm lạng vạng là cái kênh này là sang năm là sẽ đạt được này các bạn. Đây tới Tết, riêng cái kênh này 3 tháng tới nè, thì nó sẽ đạt lên được cái con số là cứ một video ra là 10,000+ view là có này các bạn đó. Nói chung là giờ đây tới Tết nè là có rồi. Rồi bắt đầu qua sang năm, bắt đầu nó tính tới mỗi một video ra nó ra hàng chục rồi nó mới bước lên trăm các bạn. Cái gì nghĩa, nó phải đi từ cái cấp độ 1 ha. Nó ban đầu là vài view, bắt đầu vài trăm, nói chung là hàng đơn vị, rồi hàng chục, hàng trăm rồi nó mới lên hàng ngàn, hàng trăm ngàn, mới lên hàng triệu các bạn. Thì đó, YouTube nó cũng vậy thôi, cứ đơn vị tính mình làm, đâu phải đùng một phát một mà mình lập cái kênh ra mình đăng lên cái video nó lên 1 triệu view hay là vài trăm ngàn view, không bao giờ có các bạn, không bao giờ có cái chuyện đó. Dù không có thể nào mà nó xảy ra được, hoặc là lần đầu tiên mình mới làm mình đăng lên mà kêu video nó lên 1,000 view, 1,000 view đấy, nếu mà đăng bình thường 1,000 view là cũng không bao giờ có. Nhưng nếu các bạn làm theo cái chủ đề này này các bạn,
là có khả năng là sẽ được các bạn nha, nó lên 1.000 view. Nói chung là nếu không bạn hơn á, bạn cái video nó ra nó được cái YouTube nó đề xuất, không phải là đề xuất của bạn, nhưng mà nó đề xuất những cái kênh lớn, rồi vô tình cái những cái nội dung, cái chủ đề của bạn nó trùng lặp thì nó sẽ được ăn theo và nó lên. Đấy. Đó, cứ làm cho bạn này nè là không trượt được các bạn. Mình đảm bảo luôn, không trượt được. Kênh này nếu mà làm tốt qua sang năm có thể là đạt được 100.000 subscribe các bạn, được nút bạc. Đó. Qua năm sau là kênh này 100.000 subscribe. Đó, chưa bao giờ mà làm YouTube nó dễ như lúc này. Nhưng mà nó dễ là do mình biết các bạn. Mình biết mình thấy nó dễ. Chứ còn mà các bạn chưa biết thì không có dễ chút nào. Phải nói là nó cực kỳ khó luôn, chứ không phải dễ, cực kỳ khó luôn. Đó, mình chia sẻ đây mà bạn nào mà làm lâu nay, làm 2-3 năm nay rồi mà cứ view lèo tèo 100-200 view, cứ miết vậy thôi các bạn, 100-200 view thì các bạn nghe được cái video của mình. Các bạn cứ thử rồi các bạn sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Nó sẽ vượt trội luôn, vượt một cách gọi là ngoạn mục và bất ngờ. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đó. Một ngày mà thu nhập 20 triệu biểu sao không sướng các bạn. Một tháng 600 triệu là bình thường. Đó là mình nói là gọi là một YouTube bình thường. Gọi là YouTube bình thường. Một tháng 600 triệu. Còn YouTube mà hơn bình thường một chút, một năm họ thu, một tháng họ thu lên tỷ vài tỷ các bạn. Đấy. Đây nè. Rồi bây giờ mình cho các bạn đúng y như dự đoán của mình luôn này các bạn. Cái video đầu tiên này bạn đăng là không biết đó, các bạn nhìn thấy mình để vô cái view nó đi nè. Cái lúc trời mưa không biết là cái đoạn này ở đâu, có phải ở Gia Lai không. Nhưng mà đúng rồi, cái đoạn này ngày 14 tháng 7 thầy Minh Tuệ đi khất thực trong mưa và con tập. Rồi đúng rồi, cái giai đoạn này là cái giai đoạn hình như thầy về Gia Lai này các bạn. Là cái lúc mà giải tán ở ngoài Quế đó, là đưa tất cả ai về nhà đó các bạn. Và lúc đoạn này về Gia Lai này thì bạn này đi quay. Đó, bắt đầu bạn này có nhã hứng làm YouTube luôn nè. Đó, đi quay mà cái video này lên, thấy không? Cái video đầu tiên nè lên 5.100.000 lượt xem. Đấy, rất là nhiều các bạn ha. Đó, đi trong mưa luôn nè. Nó nổi bật cái video là đi trong mưa này các bạn. Đấy. Còn cái tới qua cái video tiếp theo đó, nó có 171 thôi. Nhưng mà cái video này, cái 5.100 view này nó mới lên thôi nên nha các bạn nha. Chứ không phải cái lúc đó mà đăng nó lên liền đâu. Có thể đăng một tháng sau, hai tháng sau nó mới lên. Còn lúc đó đăng cũng có view nhưng mà nó rất là thấp. Ví dụ như dài 30 view gì đó, rồi nó lên 100, nói chung là lên cái này. Mình nói bây giờ cái video này đi, là nó lên từ từ cho đến thời điểm này. Và nó vẫn còn cứ lên các bạn nha. Như cái video này nó vẫn còn lên đó, chứ không phải là không. Nhưng mà nó lên chậm rồi. Đó, nó lên nhanh là cái đoạn nửa tháng, 20 ngày, một tháng đó các bạn nè. Theo mình được biết thì kinh nghiệm của mình thì cái video này nó lên cái giai đoạn đó. Đó, thì các bạn nãy giờ mình cho các bạn xem nó rất là thực tế. Đó, không phải mình câu view. Mình đã rõ ràng là mình cũng đã nói với các bạn là mình không có giấu giếm. Mình là một người đú trend để kiếm thu nhập. Vì đây là nghề nghiệp. Đấy, kiếm thu nhập. Rồi mình thấy được cái thu nhập này, mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tham gia, cùng kiếm tiền. Đấy. Đó, chứ nó không còn là câu view nữa. Đó, đú trend rồi. Là đú trend là thì cũng như câu view thôi các bạn. Mà cái câu người ta dàn dựng lên những cái câu chuyện đôi khi nó không có thật. Nó làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người khác nhằm mục đích để kiếm view, để kiếm lợi nhuận. Còn cái này mình làm là mình chia sẻ cho các bạn thì nếu mà dùng từ câu view thì nó không đúng. Đó, nên mình mong các bạn cũng vậy. Sau này các bạn làm sao mà để cho nó hài hòa, nó vui vẻ nhất mà mình có thu nhập tốt nhất các bạn nha. Chứ đừng có lên công kích hay là đấu đá quá. Nói chung là làm quá mạnh như những cái kênh mà mình thấy có nhiều người làm rất là căng các bạn. Rất là căng. Nhưng mà căng đó thì thu hút nhiều người xem các bạn. Nói chung là rồi khán giả xem xong rồi vô bình luận. Nói chung là chửi qua chửi lại các bạn. Nói chung là
nó cũng mất đi cái hình ảnh, mất đi cái văn hóa truyền thống Việt Nam các bạn, nó không được đẹp. Đấy, nên mình làm sao là làm hài hòa vui vẻ đó. Rồi bạn nào mà có làm được á, xem được cái video của mình á, sau này mà làm được, làm thành công á, có thu nhập tốt ổn định thì lo cho bản thân, gia đình đó, đó ông bà cha mẹ cô dì chú bác trong nhà bà con dòng họ gì đó. Rồi nếu như mà nó có dư á các bạn, thì các bạn tích ra một ít, ví dụ như các bạn đi làm từ thiện, các bạn cho những cái người mà người ta không có khả năng lao động đó các bạn, khả năng lao động hoặc là những người sinh ra không được may mắn ha, tàn tật đó, người ta không được may mắn thì mình cho những người đó, nhưng phải cho đúng nơi đúng chỗ các bạn đó, đừng có cho bừa bãi. Nên cái việc từ thiện bây giờ thì có nhiều người làm cũng bằng cái tâm rất là tốt, nhưng cũng có những người nhận đó các bạn, họ lợi dụng vào những cái từ thiện đó, đôi khi họ là một người khỏe mạnh luôn các bạn, họ thừa sức khả năng đi lao động luôn, nhưng mà họ lợi dụng cái lòng tốt của người khác, họ muốn nhận vào các bạn, họ tìm mọi cách để họ nói xạo hoặc là lừa gạt để họ nhận vào. Nên chúng ta hãy cẩn thận, nên cho là cho phải đúng người đó. Mình thì mình mong muốn như vậy thôi, chứ còn mình cũng không có mong muốn gì, mình các bạn đền ơn đáp nghĩa gì. Mình chia sẻ ở đây chỉ cần bạn nào quý mến mình thì cho mình lại một like, rồi đăng ký để theo dõi những clip mới nhất của mình, hoặc là chia sẻ cho những người thân quen biết, rồi tất cả chúng ta cùng làm đó, cùng phát triển đó. Rồi nếu như có duyên thì chúng ta có duyên, có khi một lúc nào đó các bạn, một ngày nào đó chúng ta gặp nhau, chúng ta mời nhau một ly nước, nói chung là vui vẻ rồi các bạn, chứ không có cần phải cầu kỳ cái gì cả đó. Mình dạy, mình hướng dẫn cho các bạn là hướng dẫn miễn phí luôn đó. Nên mình hy vọng các bạn nghe xong các bạn phải làm ngay và luôn các bạn, đừng có chậm chờ ha. Thời gian ngàn năm có một đó, cơ hội vàng không phải lúc nào cũng có đâu đó, làm đi. Rồi thôi, mình xin chào nha, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau đó, xin chào.